từ một hội thảo về phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi được nghe phát biểu của một doanh nhân về công nghệ rượu của anh. Ở đây là mình là nông dân, là chủ yếu là làm lúa. Lúa thì lợi nhuận thì hơi bị thấp, cho nên là mình mới tìm ra cái cách là sản xuất rượu, dùng cái lúa để mà làm ra gạo để sản xuất rượu. Hiểu thật nhanh là anh chị tìm đường đi cho lúa gạo quê mình. Tôi tìm về cái địa chỉ kênh 5 với doanh nghiệp rượu nếp Xuân An của gia đình Đinh Thị Bích Hằng ở Tân Hiệp như một sự tò mò. Vâng, cách nghĩ của những doanh gia vốn là nông dân này rất thật. Cả miền quê bao la hầu như chỉ trông vào một sản phẩm duy nhất là hai vụ lúa. Nếu sâu bệnh, mất mùa là long đong lật đật. Bà con một nắng hai sương nhưng làm ruộng vốn lại cũng chẳng là bao. Phải làm một cái gì đó để nâng cao giá trị hạt gạo, cùng lúc đó tạo công ăn việc làm cho bà con kế cận. Từ vốn nghề gia truyền đem theo từ miền Bắc, gia đình anh duy trì bền bỉ nó cho đến bây giờ. Rượu nếp chính hiệu, men nhà ủ lấy bằng thảo dược Việt Nam. Nhiều sản phẩm phụ như vang ổi, vang nho, la hán được trưng cất với chất lượng cao nhất. Người vùng Kiên Giang có cái điểm tự hào là trên những mâm tiệc tiếp khách xa bạn gần thì các cái sản phẩm hầu hết là tự biên tự diễn ở nông thôn. Kể cả những chai rượu rất cao cấp, rất ngon, rất bắt môi, không thua kém gì những chai rượu đắt tiền, cũng được nấu từ kênh 5, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Không gì bằng uy tín với khách hàng. Nó đã khẳng định vị thế của họ trong công cuộc phát triển của công nghiệp địa phương và giúp đỡ cho cơ nghiệp nhà này đi lên. Dạ thì trước đây thì em cũng có sử dụng nhiều loại rượu này kia. Nhưng mà một cái lời giới thiệu của ông anh thì em tìm đến cái cửa hàng rượu này. Thì qua nhiều lần sử dụng thì em thấy cái chất lượng rượu cũng rất là ok. Và thứ hai nữa là em có dùng làm quà tặng cho một số bạn bè với anh em ấy. Thì những người bạn của em thì cũng có lời khen rất là tốt cho cái sản phẩm này. Và cũng nhờ em đặt mua dùm nhà họ rất là nhiều. Họ cải tiến không ngừng, bắt kịp đà tiến của thời đại. Giữa vùng quê dã bao la, giao thông còn khó khăn, nhưng anh chị đã không ngại đầu tư cho công nghệ đến mức cao để có máy lọc nước cung cấp nước sạch tuyệt đối cho nghề nghiệp, rồi phải có máy tạo sự lão hóa, loại bỏ độc tố cho rượu. Để có hàng hóa bay xa, có mặt tại những sự kiện lớn, nên họ đầu tư để có bao bì rất tân tiến. Để có nhà xưởng khang trang đã tiêu tốn vài tỷ đồng ngay trong bước đầu lập nghiệp. Những cố gắng đó đã cho gia đình một mùa trái chín. Sản phẩm rượu nếp Xuân An của họ đã đón nhận được những chứng nhận xác đáng về tiêu chuẩn, vệ sinh, phẩm cấp sản phẩm của các cơ quan thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng nhiều cơ quan ban ngành của Kiên Giang cũng luôn sát cánh cùng doanh nghiệp này, ủng hộ hàng trăm triệu đồng để hoàn thiện sản phẩm. Và giờ đây, bộ sưu tập sản phẩm của Xuân An của kênh 5 Tân Hiệp đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều thị trường khác. Nó cũng là niềm tự hào của quê hương Kiên Giang. Gia chủ mong rằng sản phẩm này sẽ có cơ bay cao, bay xa, kết nối với khách hàng khắp nơi cùng phát triển. Rượu nếp Xuân An tự hào về sự nghiệp của mình. Từ đồng ruộng bình dị xanh ngần đi lên, nó sẽ giúp quê hương Kiên Giang vượt qua khó khăn, hội nhập cùng Việt Nam phát triển.